Hello, xin chào tất cả mọi người. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyệt, nhân viên hợp tác xã Gia Phúc Sen. Nói đến hợp tác xã Gia Phúc Sen thì ắt hẳn là các anh chị đều cũng biết rồi, thì em sẽ không nói sâu về cái vấn đề này nữa. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến các anh chị một bộ dao 6 món. Thường thì các anh chị hay bảo là mình muốn là có một cái bộ dao dùng trong gia đình, nó vừa đầy đủ chức năng, vừa có cả bản trơn, vừa có cả bản chống dính luôn, để kiểu như là mình thay đổi ấy. Đấy thì em đem một cái bộ như thế này là để cho các anh chị mình tham khảo thôi, chứ không nhất thiết là mình phải lấy cả bộ, hay là nếu mà mình mua ấy thì bên em cũng có bán lẻ mọi người nhá. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến mọi người, đấy là một em nói nhất trước đi. Đấy sẽ là một cái em file này. Nó một cái mẫu file này, có mã là N14DD. Đấy, N14DD. Đây ạ. Cái này thì hiện tại đang có giá là 279.000. 279.000 một em này. Đây sẽ là bản trơn mọi người nhé, là một cái mẫu dao phi lê này, chuyên để phi lê này, thái lọc này. Thường thì nếu mà mình thái mỏng hay là mình phi lê mỏng mỏng ấy thì mọi người có thể là tham khảo cái mẫu này. Đấy, cái này thì lưỡi nó sẽ dài vào 22cm và bản rộng ở đây nó cũng rất là nhỏ thôi, có 3,5 thôi ạ. Đấy, 3,5 thôi, và cán ở đây thì sẽ là cán gỗ cẩm chỉ. Cán gỗ cẩm chỉ khâu và chốt đồng ạ. Đấy, dày sống dao ở đây sẽ rơi vào 1 ly thôi ạ. 1,5 ly này. Đấy, nó rất là mỏng luôn, để mà mình chuyên để phi lê này, mình thái gọt này. Ngoài ra thì những cái mẫu như thế này, mình có thể là mình gọt hoa quả này, gọt rau củ quả, thường thì những cái quả dưa hấu, quả dưa mà nó to ấy. Đấy, mình cái phần này, mình cái lưỡi dao nó phải dài thì mình mới dễ để mình gọt ấy. Đấy thì mọi người có thể là tham khảo cái mẫu này nhá. Đây là một cái mẫu dao phi lê này. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến mọi người là một cái mẫu dao thái, một cái mẫu dao thái phải gọi là mọi người rất là thích vào những cái bản như thế này. Thì bản thân em thấy là những cái mẫu như thế này nó đưa tay rất là dễ luôn ạ. Đấy, đưa tay rất là dễ luôn. Vì là cái bản nó không quá nhỏ, nó cũng không quá to ấy. Xong rồi ở đây thì nó sẽ có hơi vát một chút như thế này. Hơi vát một chút như thế này ạ. Đây, lưỡi ở đây thì nó sẽ rơi vào khoảng 18 thôi, 18 thôi, và bản rộng ở đây nó sẽ rơi vào khoảng 5cm thôi. Nó là một cái bản vừa này. Và ở đây thì đây sống dao đây dày có 1,5 ly ạ. Đó, những cái mẫu dao thái bên em thì đều dày 1,5 ly mọi người nhá. Cán này, cán là cán gỗ cẩm chỉ này, khâu và chốt là đồng thau nhá. Đấy, bản nó sẽ hơi vát như thế này để làm gì ạ? Để là khi mà mình thái này, sau khi mà mình thái xong thì khi mà mình lọc ấy, mình có thể là lọc nhẹ được luôn. Nó không phải là chuyên lọc, nhưng mà nó có thể lọc nhẹ được. Hoặc là những cái khoai tây, khoai lang, hoặc là những cái thức ăn mà, những cái phần thức ăn mà bị ôi hoặc là nó bị hỏng ấy. Đấy thì mọi người có thể là mọi người dùng, mọi người khoét luôn thì nó cũng rất là tiện. Em này thì hiện tại đang có giá là 279. Cái bản này thì đua tay rất là dễ luôn mọi người ạ. Đấy, thái thịt thì mỏng mà đưa tay thì lại rất là dễ. 279.000 một cây này. Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến mọi người đấy là một cái mẫu dao thái. Mẫu dao thái ở đây thì sẽ là mẫu dao thái bản chống dính mọi người nhá. Đấy, nó sẽ là một cái mẫu dao thái bản chống dính như thế này. Một mặt là bản trơn này và một mặt là bản chống dính như thế này ạ. Cây này thì hiện tại thì đang có giá là 299.000. Dao thái bản này là bản 22cm mọi người nhé. Và bản rộng ở đây sẽ rơi vào 7cm này, 7,5cm này. Ở đây thì sẽ đục thêm một cái lỗ, nó là cái bản dáng truyền thống, nhưng mà khác hơn một chút là sẽ có chống dính một mặt này. Chống dính một mặt thứ nhất là nó đẹp này, thứ hai là khi mà mình thái, mình thái thì nó sẽ không bị dính vào dao. Đó, thái thì nó sẽ không bị dính vào dao. Và những thường thì những cái mẫu dao thái thì ở đây sẽ chỉ một khâu và một chốt thôi. Đó, khâu vào một chốt thôi nhá mọi người nhá. Đó, dày sống dao ở đây 1,5 ly ạ. 1,5 ly nhá. 299.000 ạ. Đấy, những cái vết dập thủ công này nó vẫn hằn ở trên lưỡi dao này. Đấy, em sẽ quay sao để mọi người có thể nhìn thấy. Tại vì nhiều anh thì hay bảo là nhìn không thấy được những cái vết búa đập ý. Đấy, thì em đây, cái con này thì nhìn. Đây này mọi người nhìn này, nó vẫn còn đập trên đấy này. Rồi, ok. Đây ạ. Đó, dập trên cái lưỡi dao này. Đấy, đây là một cái, cũng là một cái đặc điểm để nhận biết mọi người nhá. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến mọi người đấy là một cây dao chặt gà, mã là N09DD. Cái này thì cũng có giá là 329.000. 329.000 một cái mẫu dao chặt gà. Ở đây sẽ là bản trơn nhá. Và ở đây thì em sẽ có hai cái mẫu dao chặt gà mọi người ạ. Đấy, hai cái mẫu dao chặt gà. Cây này là N09TDD và cây này là N09DD. Nó sẽ là một cây sẽ là bản trơn và một cây sẽ là bản chống dính ạ. Đấy, hai cái cây này thì kiểu dáng của nó thì khá là giống nhau. Nó chỉ khác nhau là một cây nó sẽ là bản chống dính một mặt và một cây sẽ là bản trơn. Thì ở đây cây bản trơn này, mọi người có thể thấy này, cái bản này thì nó sẽ hơi uốn lượn một chút ở cái phần này. Hơi vát nhưng mà nó sẽ hơi sâu hơn một chút, võng hơn một chút này. Đấy, lưỡi thì sẽ dài khoảng 22 và bản rộng rơi vào khoảng 8,5 mọi người nhá. Cây chặt gà này thì sẽ nặng khoảng 600g. Mình sẽ chuyên để chặt gà vịt và mình chặt sườn ạ. Đó, chuyên chặt gà vịt và mình chặt sườn nhá. Đó,
Và cái cây bản chống dính thì cũng thế, mình cũng sẽ chuyên để chặt gà vịt và mình chặt sườn. Thì cây này thì giá bản chống dính thì nó cũng sẽ cao hơn một chút, do là cái công thợ nó cũng sẽ nhiều hơn ấy. Thì sẽ là 359.000 một cây chặt gà như thế này ạ. Đó, về cái chiều dài lưỡi này nó cũng sẽ rơi vào khoảng 22 thôi, và bản rộng ở đây sẽ rơi vào khoảng 8,5. Đó, dày sống dao thì sẽ rơi vào 3 ly và cũng sẽ chuyên để chặt gà vịt và chặt xương. Đấy, thì mọi người nếu mà mọi người muốn thay đổi thì mọi người có thể là lấy cả hai cây. Còn nếu không thì mọi người có thể là mình thích cái mẫu nào thì mọi người bảo em. Đó, em có, bên em cũng có bán lẻ cho mọi người mà. Ngoài ra thì ở đây thì sẽ có thêm một cây to nhất ở đây sẽ là một cái mẫu dao chặt xương, mã là N10DD. Cây này thì hiện tại đang có giá là 369.000. Cái bản nó thì không khác gì với cái con N09DD cả. Chỉ là cái bản nó sẽ to hơn một chút, và cái sống dao ở đây ạ, cái sống dao này nó sẽ dày hơn, và khi mà mình cầm mình sẽ có cái cảm giác là nó sẽ nặng hơn, cầm nó sẽ đầm tay hơn. Vì đây là một cái bản chặt xương nên là cái sống dao của nó cũng sẽ dày hơn, để khi mà mình chặt ý, thì nó sẽ vừa đủ lực này. Với cả là những cái bản chặt xương thì thường cái sống dao xương nó cứng hơn ý, nên là cái sống dao nó cũng sẽ dày hơn để mình có thể chặt xương ấy chị nhá. Đó, 369.000 một em này ạ. Và mọi người để ý nhá, tất cả dao bên em này sẽ có chữ HTX dao phúc sen dập chìm như thế này, và có tem chống hàng giả nhá. Những cái mẫu dao bản to như thế này càng nhìn rõ những cái vết búa đập này, đó, những cái hàng thủ công. Nhiều anh chị thì thẳng quá thì mình nhiều lúc kiểu mình không nhìn, mình phải nhìn thật kỹ thì mình mới thấy ấy. Thì nhiều anh hay bảo là không nhìn thấy thì không tin tưởng hay gì đấy, thì mình có thể là mình để nghiêng dao một chút như thế này mình nhìn giúp em nhá. Đó, cái bên em cũng cố gắng là hoàn thiện để sao mà nó không bị nổi quá, hằn quá. Tại vì nhiều anh chị thì mình muốn là nó phẳng và nó không muốn dùng hàng thủ công, nhưng mà mình muốn là nó phải trơn tru, nhìn nó không hẳn kiểu lồi lõm lên ấy, nhìn nó sẽ không được đẹp ấy. Thì nhiều anh hay bảo thế. Mọi người hàng thủ công thì cũng không thể tránh khỏi được ấy. Đấy, thì bên em cũng đang cố gắng để hoàn thiện hơn rồi. Thì mọi người, nếu mà mọi người mà đang quan tâm, đang tham khảo những cái mẫu dao đi, những cái mẫu dao bếp này, thì mọi người có thể tham khảo giúp em cái bộ này nhá. Thì vừa rồi thì em có báo giá cho mọi người, để mọi người có thể mình dễ dàng mình lựa chọn hơn. Thì một bộ ở đây thì sẽ có một em phi lê này, một cây thái bản, đây là thái kiểu nhá mọi người nhá, vừa thái được vừa lọc đường này, và một cây dao thái bản chống dính này, một cây dao chặt gà bản trơn, và một cây dao chặt gà bản chống dính, rồi sẽ đến một cây chặt xương. Thì một bộ 6 món như thế này thì cũng rất là đầy đủ cho mình, và để mình có thể thay đổi rồi. Thì nếu mà mọi người đang quan tâm đến cái bộ này thì mọi người có thể là để lại giúp em số điện thoại, hoặc là mọi người gọi cho em theo số 0987240733. Em sẽ tư vấn chi tiết hơn cho mọi người. Nếu mà mọi người muốn thì em cũng có thể là em gọi video để mọi người chọn trực tiếp luôn mọi người nhá. Đó, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay thì em xin phép tạm dừng clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Xin chào.